Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Lào Cai sạt lở tiếp diễn trên nhiều tuyến đường. Vật liệu nano mới hỗ trợ điều tra tội phạm. Thưa quý vị, sáng 18 tháng 9, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến và sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính, sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để có những ý kiến thật sắc đáng, phản ánh đúng thực tiễn của các bộ ngành địa phương, tập trung đóng góp những vấn đề cụ thể và những vấn đề có tính khái quát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, dựa vào trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra giám sát. Đồng thời phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ động tích cực tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cho vay đặc biệt của ngân hàng nhà nước đối với khoản vay có lãi suất là 0% một năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm. Đối tượng áp dụng là tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, cơ quan, tổ chức cá nhân khác liên quan đến cho vay đặc biệt của ngân hàng nhà nước. Thưa quý vị, những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn diễn biến phức tạp, mưa ở nhiều địa phương khiến tình trạng sạt lở tiếp diễn nhiều đoạn trên tuyến đường giao thông huyết mạch bị ngập úng, ách tắc, cản trở việc đi lại. Khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn là nhiệm vụ cấp bách mà các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai. Sau nhiều ngày phải di rời đến nơi trú ẩn an toàn, hôm nay ông Hạnh và vợ mới có thể trở về nhà dọn dẹp nhà cửa. May mắn hơn nhiều khu vực khác trong xã, cơn lũ đã không quét qua đây. Tuy nhiên, nhịp sống bình thường của người dân vẫn chưa thể trở lại khi mà giao thông, đường xá đi lại vẫn còn khó khăn như thế này. Đi lại ở vùng lũ lụt này vẫn còn khó khăn lắm. Nhiều chỗ vẫn sạt lở, nhiều đoạn không thể đi xe máy mà phải đi bộ. Đến 9 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tuyến quốc lộ còn 2 vị trí, các tuyến đường tỉnh còn 8 vị trí, đường do huyện, xã quản lý còn 49 tuyến ách tắc đi lại khó khăn. Công tác cứu trợ bà con nhân dân tại các khu vực bị cô lập cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Tính đến ngày hôm qua thì đã thông được 5 trên 10, 5 trên 10 thôn bản. Và hôm nay thì tiếp tục huy động các lực lượng máy móc đóng trên địa bàn như là các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ xã cùng với chính quyền địa phương để khắc phục để thông tuyến cho bà con đi lại. Không riêng các tuyến liên huyện, liên xã, một số tuyến cao tốc cũng tái diễn tình trạng sạt lở trong nhiều ngày qua. Ngay như tại vị trí này, mưa lớn đã làm hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống lòng đường, khiến các phương tiện phải ngừng di chuyển ở đây thì hiện hiện tại thì cái lượng đất đá thì nó sạt lở rất nhiều và một tuyến thì nó đã một một phía bên đường là gần như nó tắc nghẽn hoàn toàn Thế nên là ở mà cái lượng xe lưu thông ở trên tuyến này thì cũng khá là nhiều Thế nên mà cái về công tác phân luồng phân làn thì anh em cũng đang cố gắng hết sức và nó để cố gắng để thông xe trong thời gian sớm nhất. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai vẫn đang tiếp tục huy động 100% cán bộ, nhân viên ứng trực, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, chủ động xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, giúp chính quyền và lực lượng chức năng sớm tiếp cận với các khu vực sạt lở để cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Liên quan đến vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân ở độ sâu 3 mét. Trước đó ngày 10 tháng 9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông đã bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn, cuốn trôi 8 ngôi nhà làm 18 người bị vùi lấp. Tính đến ngày 18 tháng 9 đã có 14 trên 18 nạn nhân mất tích được tìm thấy. Hiện tại công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Thời tiết mưa nắng thất thường, nơi ăn nghỉ tạm bợ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn nhà trắng Karin jean ngày 17 tháng 9 nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Mỹ đưa ra thông điệp trên sau vụ hàng loạt máy nhắn tin đồng loạt phát nổ ở nhiều khu vực trên khắp Liban, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, trong đó có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah. Sau vụ việc, Hezbollah tuyên bố sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo vệ Liban và người dân đồng thời quy trách nhiệm cho Israel gây ra vụ việc và cảnh báo sẽ đáp trả. Phía Israel chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ việc này, tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant đã tiến hành họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Bà Karenazen Pierre cho biết, xung đột giữa Israel và Hezbollah dọc theo đường xanh diễn ra quá lâu, vì vậy các bên cần nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao, và Mỹ tin tưởng sẽ đạt được điều này. Sáng 18 tháng 9, các vụ cháy rừng tại Bồ Đào Nha vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê ban đầu, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, hơn 40 người khác bị thương trong vụ việc kể trên. Trong số 7 người tử vong, có 3 lính cứu hỏa gặp nạn khi đang nỗ lực chữa cháy. Tính đến chiều ngày 17 tháng 9, cơ quan bảo vệ dân sự và khẩn cấp quốc gia Bồ Đào Nha vẫn đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng để kiểm soát 4 vụ cháy lớn tại quận Avrio. Lửa cũng đã lan rộng trên một khu vực có phạm vi lên tới 100 km nhiều tuyến đường chính tại Bồ Đào Nha buộc phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Chính phủ cũng đã kéo dài mức cảnh báo quốc gia cho tới ngày 18 tháng 9. Trong khi đó, ba người có liên quan tới vụ cháy, bao gồm hai phụ nữ và một người đàn ông, đã bị tạm giữ để điều tra. Trước đó, một vụ cháy rừng quy mô lớn đã bùng phát tại miền bắc và trung Bồ Đào Nha. Các cơ quan chức năng đã ghi nhận 48 vụ hỏa hoạn đang diễn ra. Chính phủ phải huy động khoảng 5.000 lính cứu hỏa để nỗ lực khống chế hỏa hoạn. Chỉ tính riêng tại Aveiro lửa đã thiêu rụi khoảng 10.000 hecta rừng và được dự kiến có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 20.000 hecta nữa nếu không được kiểm soát. Bất chấp xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục, thâm hụt thương mại tháng 8 năm 2024 của Nhật Bản đã lên đến gần 700 tỷ yên, tương đương 4,9 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do đồng yên suy yếu đẩy giá nhập khẩu tăng cao. Theo báo cáo sơ bộ được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 18 tháng 9, trong tháng qua, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 9.140 tỷ yên, chủ yếu do nhu cầu về dược phẩm và dầu mỏ tăng cao. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu nước này cũng tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 8.440 tỷ yên, nhờ vào các sản phẩm công nghệ như chip bán dẫn và linh kiện điện tử. Kết quả này dẫn đến cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt ở mức 695,3 tỷ yên. Đây là tháng thứ hai liên tiếp cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị của đồng yên trong tháng 8 đã giảm 6,1% so với đồng đô la Mỹ. Sự suy yếu của đồng yên dù mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhưng cũng đồng nghĩa với việc tăng chi phí nhập khẩu đối với một nước có nguồn tài nguyên khan hiếm như Nhật Bản. Một loại vật liệu nano huỳnh quang mới có thể giúp các nhà khoa học pháp y phát hiện những dấu vân tay bao gồm cả các vụ án chưa được phá từ rất lâu. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Leicester của Vương quốc Anh có thể là bước tiến mới hỗ trợ điều tra tội phạm trong tương lai. Dấu vân tay từ lâu là một trong những manh mối quan trọng đối với các nhà điều tra và lực lượng phòng chống tội phạm. Dấu vân tay của con người chủ yếu được tạo thành từ nước, dưới dạng mồ hôi và dầu tự nhiên, chúng có thể bốc hơi trong một số điều kiện nhất định để lại rất ít bằng chứng. Việc dùng bột từ các hạt nano mịn hơn nhiều so với hầu hết các loại bột lưu vân tay hiện nay nên có thể ghi lại được nhiều chi tiết hơn, do đó có thể sớm khôi phục dấu vân tay từ những vật chứng cũ, kể cả khi những manh mối này đã mờ và sau một thời gian rất lâu. Chúng tôi hy vọng có thể thu được dấu vân tay mà các loại bột lưu vân tay hiện tại không thể thu được. Công nghệ bột nano mới là một dạng hạt nano silica, một loại thuốc nhuộm huỳnh quang và chitosan có thể thu được từ vỏ tôm và cua. Điều thú vị là dù bằng chứng đã cũ đến mức nào, chúng ta đều có thể kiểm tra theo cách này, ngay cả khi dấu vân tay chỉ dính rất ít cặn bã để nhận diện. Cách thử nghiệm bằng bột nano cho thấy nó có thể bám trên nhiều bề mặt khác nhau, kể cả tiền giấy. Tiền giấy rất khó xóa dấu vân tay vì một số lý do như chúng có nhiều hoa văn trên khắp tờ tiền. Độ dày và hình dáng của các hoa văn có thể trông rất giống với chi tiết dấu vân tay. Các hạt vinh quang của nano mạnh đến mức bạn không thể nhầm lẫn chi tiết đó với tờ tiền. Hơn một thế kỷ sau khi dấu vân tay được chấp nhận rộng rãi tại các tòa án trên toàn thế giới, công nghệ này có thể làm sáng tỏ một số bằng chứng quan trọng cho đến nay vẫn còn vô hình và có thể giúp lần lại những vụ án quan trọng trong ngành tư pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!